Sáng 12 tháng 3 lúc 8 giờ tại trung tâm BSA, số 60/2, Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3. Dự án Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập thuộc Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức cuộc tọa đàm chủ đề Nắm vững tiêu chuẩn trước các cơ hội thị trường mới. Tọa đàm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ngành phi thực phẩm tăng cường sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài qua việc nắm vững, thực hiện tốt các điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời tận dụng được các cơ hội thị trường nội địa và xuất khẩu. Theo các chuyên gia, khi hợp tác với các đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là những đơn vị gia công cơ khí, chế tạo máy, hiểu ra rằng yêu cầu về tiêu chuẩn rất cần thiết. Họ nhận ra việc áp dụng tiêu chuẩn trong sản xuất là cực kỳ quan trọng và bắt đầu để ý thực hiện. Việc áp dụng tiêu chuẩn vào doanh nghiệp, điều quan trọng nhất phải bắt đầu từ người tại hiện trường, tức là người trực tiếp làm sản phẩm. Những người này phải hiểu được rằng việc áp dụng tiêu chuẩn có tác động gì đến sản phẩm. Những người thợ, người công nhân này sẽ đóng góp thêm ý kiến, sáng kiến, cách làm như thế nào để làm sao sản phẩm đạt được tốt nhất.